nhiều cay đắng, không phải thuộc về em, nhưng mà em vẫn nhận. Hôm nay anh làm điều này, hôm nay anh làm điều này để cho những người đàn ông rình rập chúng mình em và những bánh bèo lãng giả như bạn anh sẽ quay mặt bỏ đi. Tất cả mọi thứ gì của anh, nhà cửa xe cộ tiền bạc, kể cả những hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay, em có thể gọi anh là chồng. Phải về nhà của anh. Và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là mọi thứ kết thúc. Trường Giang ơi, quý vị nghĩ là ngay giờ phút này bạn hãy tiến về phía ghế của nữ diễn viên Nhã Phương để đây. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, nghệ sĩ Cát Tường và một lần nữa xin được chúc mừng hai nghệ sĩ Trường Giang và nghệ sĩ Khả Như đã giành về giải thưởng nam nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một hạng mục cũng vô cùng quan trọng và không kém phần thú vị. Đó chính là hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất. Gia đình không thể thiếu cho các tác phẩm từ sân khấu.